Cái bài trình bày của tôi thì gồm có các cái ý chính sau đây. Thứ nhất là tôi sẽ nói về cái đại cương về thông khí không xâm nhập là gì, từ cái nguyên lý của thông khí không xâm nhập đến những cái như là các cái ưu và nhược điểm, đến các chỉ định, các chống chỉ định. Tôi đề cập một chút về cái quy trình chúng ta cài đặt các thông số khi chúng ta thở không xâm nhập, thảo luận về các loại máy thở, dây thở, các cái master dùng không xâm nhập, các mốt thở. Đến cái mục thứ hai, chúng ta tập trung vào vấn đề nói về oxy lưu lượng cao của gan mũi, hay chúng ta còn gọi FNC, những nghiên cứu của nó trên những bệnh nhân suy hấp và thiếu oxy, và gần đây thì chúng ta áp dụng rất nhiều trên bệnh nhân COVID-19 và một số các cái kỹ thuật khác để huy động phổi khi chúng ta thở xâm nhập, và chúng ta cũng sử dụng tương đối nhiều trong thực tế lâm sàng. Đó là các cái tư thế nằm sấp trên bệnh nhân COVID khi chúng ta thở không xâm nhập, gồm có NIV và FNC, và đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề lây nhiễm khi mà chúng ta thở không xâm nhập trên bệnh nhân, nó có thể phát tán virus ra môi trường và nhân viên y tế có thể bị ảnh hưởng. Đó lý do tại sao là trong tất cả các bài trình bày của tôi, bao giờ tôi cũng muốn nhấn mạnh về các cái vấn đề liên quan đến cái nguy cơ lây nhiễm khi chúng ta sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ hô hấp. Về thông khí không xâm nhập hay còn gọi là NIV thì chúng ta biết đây là về mặt định nghĩa, đó là một cái hỗ trợ thông khí qua các loại giao diện như là qua mask mũi, mask miệng, mask mặt và các cái mút thở khác nhau, như là có thể áp dụng các cái thông khí kiểm soát về thể tích. Rất nhiều máy chúng ta có thể áp dụng từ cái thông khí truyền thống, đó là xâm nhập, chuyển ra không truyền thống, đó là không xâm nhập, thì có thể sử dụng các cái mút thở trên cái máy thở đó, có thể hỗ trợ áp lực là cái mút thở mà thường dùng nhiều nhất trong các cái hỗ trợ không xâm nhập. Có thể sử dụng hai mức, chúng ta gọi là bi-level hoặc bi-pap. Đôi khi cái việc mà dùng chữ bi-pap hoặc là bi-level nó có hơi bị thay đổi một chút theo cái thương hiệu của từng hãng, nhưng mà ở đây là chúng ta có thể sử dụng chung thôi, theo cái nghĩa là có hai mức áp lực thì gọi là bi-level. Các cái hỗ trợ theo tỷ lệ, ví dụ PAV, một số cái tên khác mà chúng ta gọi là PPV trong các cái phần trình bày tôi sẽ nói ở phần sau. Rồi áp lực riêng liên tục, CPAP, đây là những cái rất là kinh điển về mốt thở chúng ta sử dụng khi thở máy không xâm nhập áp lực dương. Đây là nguyên lý tạo ra dòng khí thở vào khi chúng ta thở NIV. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa CPAP ở bên trái và BiPAP hay là bilevel ở bên phải. Đối với CPAP thì cái việc mà tạo ra dòng chảy liên tục cả thì hít vào và thì thở ra là áp lực dương liên tục, và áp lực đó được cài đặt ở trên máy thở. Chúng ta sẽ có một con số gọi là cụ thể đối với những cái máy thở mà có thể chúng ta hiển thị được cái mức áp lực ở trên đó. Đối với những cái phương pháp mà không phải là truyền thống, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái thở oxy lưu lượng cao qua canin mũi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái CPAP cũng được tạo ra, nhưng mà cái mức độ cái mức CPAP nó không ổn định, nó theo từng nhịp thở, theo các động tác thở, theo cái sự hợp tác, theo cái việc há miệng hay ngậm miệng của bệnh nhân ở trong giai đoạn sau chúng ta sẽ trình bày, thì nó sẽ có thể thay đổi, nhưng về mặt bản chất nó vẫn tạo ra CPAP. Đối với BiPAP thì nó khác một tí, là BiPAP thì nó thường là liên quan đến tạo ra một cái chu kỳ. Như vậy chúng ta biết là trong thì hít vào bao giờ áp lực cũng cao hơn so thì thở ra, nhưng ngay cả trong thì thở ra thì áp lực cũng, đó cũng là dương, chúng ta biết đó là chính là EPAP. Đây là một trong những cái phương thức mà hỗ trợ mà chúng ta thường thấy trên các bệnh nhân suy hấp, bệnh nhân có các cái đợt cấp của COPD, là những cái chỉ định và rất là quen thuộc và rất là quan trọng cho những nhóm bệnh nhân này. Vậy thì chúng ta hiểu xem là cái cơ chế chúng ta sử dụng NIV khi mà chúng ta có những cái bệnh lý liên quan đến hô hấp. Ví dụ chúng ta chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái bệnh lý liên quan đến tắc nghẽn đường thở, thì cái cơ chế quan trọng nhất của tắc nghẽn đường thở đó là tạo ra hiện tượng bẫy khí, gây ra tăng sức cản đường thở, gây ra tăng công hô hấp, rồi gây ra khó thở, rồi các cái sự bẫy khí đó làm biến dạng cơ hoành và làm cho bệnh nhân yếu cơ và bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt cơ, và đặc biệt là khởi động một nhịp thở bệnh nhân rất là khó khăn, bởi vì hiện tượng bẫy khí sẽ làm cho cái việc mà bệnh nhân cần phải hít vào một lực lớn hơn nữa để tạo ra dòng chảy của khí từ bên ngoài và bên trong. Việc áp dụng các biện pháp mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng, ví dụ như CPAP, nó tác động một khâu gì? Thứ nhất, nó tác động vào khi cầu chống lại khí PEEP nội sinh. Cái CPAP càng cao thì cái hiệu quả chống lại PEEP nội sinh càng lớn, nhưng tất nhiên là cái CPAP đó phải thấp hơn cái mức độ PEEP nội sinh ở trong phổi của bệnh nhân.
Cái phương thức thứ hai mà sử dụng trong khung sáp nhập đó là sử dụng cái hỗ trợ áp lực hay là IPPV. Thì việc sử dụng hỗ trợ áp lực là cải thiện rất là quan trọng về thể tích, khí lưu thông của bệnh nhân, và nhờ đó nó sẽ cải thiện về việc mà thanh thải CO2. Như vậy đối với một giai đoạn nào đó của bệnh, chúng ta biết CPAP là rất là quan trọng. Nhưng giai đoạn sau khi mà CO2 tăng lên thì vai trò của BiPAP rất là quan trọng đối với những trường hợp bệnh nhân có tổn thương là tắc nghẽn đường thở. Đối với những nhóm bệnh nhân có tổn thương phổi, ví dụ như là bệnh nhân phục vụ cấp, bệnh nhân ARDS hoặc là COVID chẳng hạn, thì cái cơ chế quan trọng nhất của cái vấn đề thiếu oxy của bệnh nhân đó là hiện tượng các cái bất thường về các cái bất tương xứng giữa thông khí và tưới máu, người ta gọi là VQ mismatch, hoặc là đặc biệt là trong nhóm bệnh nhân tổn thương phổi là hiện tượng shunt, dẫn đến hậu quả là giảm oxy hóa máu. Rồi những cái việc giảm oxy hóa máu như vậy thì ảnh hưởng đến cái những cái hẹp đường khí có thể kèm theo, rồi tắc đường khí có thể kèm theo, hoặc là dày các cái tổn thương của các cái dịch tiết đi vào trong phế nang, làm xẹp các cái phế nang. Thì tất cả những cái hậu quả đó dẫn đến cái kết quả là giảm oxy hóa máu. Thì cái việc mà điều trị cho những bệnh nhân thiếu oxy là gì? Thứ nhất là chúng ta phải cho cung cấp cho bệnh nhân oxy, tức là nồng độ oxy ở trong khí thở vào tăng lên, có nghĩa là FiO2 bệnh nhân tăng lên, cái đó là cái quan trọng nhất. Tuy nhiên để mà giải quyết vấn đề tăng oxy, một là sẽ tốn oxy, thứ hai là cái oxy của chúng ta cung cấp cho bệnh nhân mà quá mức thì có thể gây ra những cái biến chứng do ngộ độc oxy. Chính vì lý do như vậy thì việc áp dụng những kỹ thuật sử dụng áp lực để cải thiện về trao đổi khí, ở đây chủ yếu là sử dụng PEEP, là rất là quan trọng trong những bệnh nhân có tổn thương phổi. Và khi nói đến tổn thương phổi, khi nói đến phù phổi, khi nói ARDS thì chúng ta phải nói đến PEEP. Nếu chúng ta không hiểu về PEEP, chúng ta chưa sử dụng được PEEP tốt, thì đấy là trong những cái hạn chế có thể ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị của bệnh nhân. Về lợi ích của thở máy không xâm nhập thì chúng ta biết thì quan trọng nhất là cái mục tiêu tiên quyết của cái việc thở NIV đó là tránh được đặt nội khí quản. Bởi vì khi chúng ta đặt nội khí quản sẽ rất nhiều các cái biến chứng của thở máy xâm nhập, do chúng ta phải sử dụng PEEP cao hơn, do chúng ta phải sử dụng VT lớn hơn, do chúng ta phải sử dụng an thần giãn cơ, và đặc biệt là cái nguy cơ cái tổn thương phổi, chấn thương do thể tích hoặc chấn thương do áp lực, rồi nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện và viêm phổi thở máy. Đó là những nguy cơ mà rất là quan trọng mà chúng ta biết là thất bại trên bệnh nhân hồi sức liên quan đến các cái biến chứng đó. Do đó cái việc mà thở NIV nó giảm được các biến chứng đó, nó cải thiện được các cái triệu chứng, các cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nó tốt hơn, và nhờ đó nó có thể cải thiện tỷ lệ tử vong, nó có thể giảm thời gian nằm ICU, thời gian nằm viện, và đương nhiên những cái việc này nó sẽ giảm cái chi phí điều trị của bệnh nhân. Đây là cái bảng cho chúng ta biết những bất lợi và lợi ích của cái việc của chúng ta sử dụng NIV. Chúng ta thấy là lợi ích nhiều hơn là bất lợi. Lợi ích là gì? Thứ nhất là bệnh nhân được đảm bảo được cái khả năng bảo vệ đường thở, bệnh nhân còn đủ khả năng tỉnh táo, bệnh nhân thở NIV thì bao giờ cũng tốt hơn, bởi vì bệnh nhân có thể duy trì được các phản vệ bảo vệ đường thở của họ. Rồi bệnh nhân có thể là hỗ trợ sớm hơn và có thể là gì, quyết định là hỗ trợ từng lúc, thì cái này nó rất là dễ dàng. Vì đa phần là chúng ta biết để chăm sóc một bệnh nhân đặt nội khí quản thở máy thì chúng ta cần một cái team gồm các bác sĩ và điều dưỡng hồi sức rất là chuyên nghiệp, trong khi thở máy không xâm nhập thì chúng ta chỉ cần một cái team bác sĩ và điều dưỡng có cái kiến thức và đã được đào tạo một chút về thở máy không xâm nhập là họ có thể làm được. Vấn đề tiếp theo đó là việc ăn uống của bệnh nhân. Khi bệnh nhân thở không xâm nhập thì có khả năng ăn uống, đương nhiên là với một mức độ thở không nhập vừa phải thì cái việc ăn uống có thể hỗ trợ được. Nhưng nếu mà mức độ mà thở không nhập với một cái PEEP cao, với một cái FiO2 cao thì có thể cái nguy cơ mà để cho bệnh nhân ăn, rồi nguy cơ sặc có thể là rất là cao. Do đó đôi khi những cái việc ăn uống tốt nhưng cũng có làm cái hạn chế khi mà chúng ta thở không xâm nhập. Rồi cái khả năng phục hồi tốt hơn, bệnh nhân dễ chịu hơn. Các cái bất lợi là gì? Bất lợi là rõ ràng là cái bất lợi là phù hợp, là nó liên quan đến cái tương tác của bệnh nhân. Ví dụ nếu chúng ta có một cái mask tốt, cái hệ thống máy thở tốt, thì cái bất lợi nó ít đi, nó giảm được các cái biến chứng liên quan đến việc mà tì đè của các cái mask đó trên mặt của bệnh nhân. Các cái bất lợi khác là gì? Nó có thể liên quan đến câu chuyện làm nhân viên y tế có thể tốn thời gian hơn, bởi vì chúng ta phải canh bệnh nhân. Ví dụ như những bệnh nhân ở trong cái vùng ranh giới mà nguy cơ là đặt nội quản, không đặt nội quản, chúng ta đang cố để tránh cho bệnh nhân đặt nội quản, thì trong cái thời điểm mà bệnh nhân thở như vậy thì cái
cái rủi ro có thể xảy ra. Và vì chúng ta sợ rủi ro nên chúng ta phải cắt cử nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân sát hơn. Và đấy là một trong những lý do là sẽ tốn về nguồn lực hơn. Rồi những cái vết khác, cái vấn đề khác như là vấn đề là ví dụ hở khí, rồi vấn đề mà có thể là đối với COVID thì có thể là nó cái hở khí khi mà thở không xâm nhập ấy, nó có thể là gây phích tán cái virus ra môi trường và có thể gây nguy cơ tăng cái nguy cơ lây nhiễm sang nhân viên y tế. Đó là một trong những bất lợi chúng ta có thể thấy khi thở không xâm nhập. Đây là một cái lưu đồ cho chúng ta thấy là khi bệnh nhân suy hấp, tùy theo các cái mức độ của bệnh nhân suy hấp đó là thiếu oxy hay là thiếu oxy kèm theo tăng CO2 thì người ta quyết định cái việc chỉ định các cái điều trị ra sao. Và người ta dựa vào cái tiêu chí gì? Thứ nhất là dựa vào cái tiêu chí các cái thông số khí của khí máu, ví dụ như pH máu, ví dụ như CO2, người ta sẽ quyết định là chọn cái lựa chọn thở NIV ngay từ đầu hay là chúng ta có thể cân nhắc các cái biện pháp khác trước khi là chúng ta có thể thở NIV. Và một trong những biện pháp mà chúng ta đang gần đây được đưa ra vào trong việc cân nhắc đó là thở HFNC, cũng là một trong những biện pháp mà người đưa vào cân nhắc trong cái sơ đồ này. Do đó cái sơ đồ này nói về mặt nào đó nó có thể áp dụng với NIV, nhưng nếu chúng ta thấy cái phạm vi lớn hơn, chúng ta có thể áp dụng thêm cái HFNC vào đây nữa, nó sẽ trở thành một cái sơ đồ tổng thể hơn. Và trong những bài trình bày khác thì chúng tôi thường nói về cái sơ đồ chung có cả NIV và HFNC. Về các hướng dẫn trên thế giới thì chúng ta biết là thường là thời gian điều trị thì quan trọng nhất là 4 giờ đầu và 4 đến 6 giờ đầu, lâu nhất là 6 giờ. Chúng ta phải quyết định cái việc duy trì các điều trị tiếp tục cho bệnh nhân bằng NIV hay hỗ trợ điều trị, hỗ trợ hô hấp bằng NIV hay không. Và như vậy cái thời gian 4 giờ và 6 giờ đó là thời gian vô cùng là quan trọng và vô cùng then chốt để chúng ta quyết định vấn đề điều trị tiếp của bệnh nhân. Và chúng ta phải duy trì biện pháp này nếu cho đến khi cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải thở NIV cho bệnh nhân nó được xử trí. Ví dụ phù phổi cấp để phải hết phù phổi cấp. Ví dụ bệnh nhân đang lên cơn và khó thở của CVD thì phải cải thiện được cơn khó thở đó bằng các cái thuốc giãn phế quản, bằng các cái biện pháp làm cho thanh thải đờm tốt hơn. Và sau khi NIV thành công 24 giờ thì chúng ta biết là pH rồi chúng ta dựa pH, chúng ta dựa tần số thở và việc giải quyết nguyên nhân thì sau khi mà 24 giờ mà thành công như vậy thì chúng ta quyết định là việc là có thể bỏ cái thở NIV không. Đây một cái lưu đồ cho chúng ta biết cái quy trình như vậy, đó là suy hấp có hay không, NIV thử 1-2 giờ, có cải thiện thì tiếp tục thử 4-6 giờ. Thì sau đó chúng ta đánh giá cái mục tiêu chúng ta có đạt được không về oxy, về CO2, về các triệu chứng của hô hấp. Nếu như tiếp tục mà cải thiện thì chúng ta tiếp tục duy trì, còn không thì chúng ta phải đánh giá và quyết định đặt nội quản hay tiếp tục cho bệnh nhân thở NIV. Thời điểm chuyển sang thở xâm nhập là rất là quan trọng. Chúng ta dựa vào cái yếu tố gì để quyết định là việc chuyển sang thở xâm nhập, có nghĩa là quyết định đặt ống nội quản để thở máy. Thì chúng ta phải dựa vào khí máu, đó là pH máu và CO2 máu, thấy không cải thiện. Tất nhiên là có những trường hợp nó cải thiện rất rõ rệt, có những trường hợp không cải thiện hoàn toàn thì đương nhiên đưa vào tiêu chí này chúng ta rất dễ. Nhưng có trường hợp nó ở mức độ giữa, tức là chúng ta thấy cải thiện không đạt theo cái mong muốn. Ví dụ cải thiện đạt theo mong muốn là gì? Nó phải đạt từ 25% trở lên thì mới gọi là đạt theo mong muốn. Còn những cái cải thiện mà không đạt đến 25%, dưới 25%, đó là những vùng xám mà chúng ta cần phải thảo luận, chúng ta cần phải có kinh nghiệm, chúng ta phải có cái quyết định sắc bén trong trường hợp đó. Về tần số thở trên 30, rồi những trường hợp đặc biệt là huyết áp bệnh nhân không ổn định thì đấy là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để chúng ta quyết định dừng cái việc thở không xâm nhập. Rồi oxy tụt, rồi ý thức kém đi, đặc biệt là bệnh nhân không thể bảo vệ được đường thở, và thêm vào đó nếu mà bệnh nhân không hợp tác với điều trị thì đó là một nhóm nguy cơ thất bại cao nhất, chúng ta cần phải xử lý rất là nhanh. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào với tình trạng suy hấp chưa phải là nguy kịch, chưa phải là nặng quá mức, nhưng bệnh nhân không đáp ứng với điều trị, bệnh nhân kích thích phản đối cái điều trị đó thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ định của thở không nhập, đây là một loạt các chỉ định theo cơ sở bằng chứng. Chúng ta biết là rất nhiều cái chỉ định trong đây có cái cấp độ bằng chứng rất là cao. Ví dụ cấp CBD là chất cấp độ bằng chứng rất cao, phù hợp cấp huyết động bằng chứng rất cao đối với những trường hợp điều trị sở thở NIV trong bệnh viện.
Đối với trường hợp thở NIV trong tại nhà thì hội chứng ngừng thở khi ngủ là cấp độ bằng chứng rất cao. Các nhóm chỉ định khác, ví dụ như bệnh lý thần kinh cơ, ví dụ như viêm phổi, ví dụ như cai thở máy, ví dụ chấn thương ngực, ví dụ sau mổ thì cái mức độ bằng chứng nó thấp hơn. Và tại thời điểm hiện nay thì chúng ta biết là việc áp dụng các cái thở không xâm nhập càng phổ biến bao nhiêu thì cái chúng ta có thể nâng cái cấp độ bằng chứng tốt hơn trong những nghiên cứu trong thời gian tới. Về chống chỉ định thì các cái chống chỉ định đa phần chúng ta sẽ thấy là gì? Nếu bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hấp nguy kịch thì chúng ta không có chống chỉ định, chúng ta không được thở không nhập. Bệnh nhân không có khả năng bảo vệ đường thở, chúng ta không được thở không xâm nhập. Bệnh nhân có chấn thương, có bỏng ở cái vùng mà chúng ta tì đè trực tiếp lên bằng cái hệ thống mặt nạ thì cũng là có chống chỉ định. Tuy nhiên thì đó là do cái vùng đó thôi. Chúng ta có, nếu mà trong trường hợp cái vùng tì đè nó lại bị tổn thương thì chúng ta có thể sử dụng cái mask to hơn, ví dụ từ cái mask mũi miệng chúng ta chuyển sang mask toàn bộ mặt, face mask ấy. Và nếu cần thì chúng ta có thể sử dụng cả một cái giống như là cái mũ bảo hiểm ấy, người ta gọi là helmet, để chúng ta có thể thở cho bệnh nhân trong những trường hợp cần thiết. Một số cái điểm trong quy trình thì đây là một số cái điểm trong quy trình tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn. Đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cái điều kiện để theo dõi, ví dụ như là điều dưỡng có đủ không, rồi các thiết bị theo dõi có đủ không. Chúng ta không thở cho bệnh nhân thở máy mà không có theo dõi, đấy là một cái điều mà là cái tiêu chí rất là quan trọng. Và thực tế trong COVID-19 chúng ta thấy là rất nhiều cái cơ sở chúng ta không đủ thiết bị để theo dõi, thì do đó thì cái việc mà theo dõi bằng sử dụng những nhân viên y tế thì thực sự nó rất là nguy cơ cho nhân viên y tế. Do đó thì việc quan trọng nhất là sao, chúng ta phải đảm bảo được cái những theo dõi cơ bản. Theo dõi cơ bản là gì? Đó là monitor, đó là SpO, đo được SpO2, đó là có thể camera có thể chiếu vào trong cái vị trí mà đo SpO2 để chúng ta theo dõi liên tham cái thay đổi SpO2 của bệnh nhân. Về tư thế bệnh nhân thì chúng ta cho bệnh nhân là tư thế đầu cao, chọn cái mask phù hợp cho bệnh nhân. Thì chúng ta nhớ rằng là cái mask rất là quan trọng trong cái tương tác giao diện giữa bệnh nhân và hệ thống máy. Nếu cái mask của chúng ta chọn không chuẩn thì bệnh nhân sẽ kích thích, bệnh nhân sẽ phản đối và lúc đó là chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta phải chọn máy thở, phải có rất nhiều cái lựa chọn, sau tôi sẽ chỉ cho các bạn. Lựa chọn máy thở chuẩn, máy thở có thể ở nhà chỉ máy thở đơn giản thôi, nhưng là những cái trường hợp bệnh nhân suy hấp thì chúng ta phải dùng cái máy thở hiện đại, theo dõi sát sao, thậm chí là gì, hiện nay có nhiều máy thở cái mức độ tự động hóa rất là cao, do đó thì cái giảm được cái công của người điều dưỡng, công của người bác sĩ khi mà theo dõi bệnh nhân. Chúng ta phải chọn cái mũ phù hợp, chúng ta phải kết nối mask và ống thở. Và cài đặt ban đầu là chúng ta đặt IPAP từ 8 đến 12 cm nước, VPAP hay là CPAP từ 3 đến 5 cm nước và đặt VT từ 7 đến 8 ml trên kg. Và khi mà VT chúng ta đo được VT trên máy rồi và tính toán được VT theo kg cân nặng rồi thì chúng ta có thể, nếu chưa đặt, chúng ta tăng lên từ 10, 12, 14, 16 cho đến tận 20, đảm bảo được VT đó. Thì cái VT rất là quan trọng với bệnh nhân. Nếu VT không đủ, có nghĩa là gì? Mức độ hỗ trợ bệnh nhân chưa đạt. Thì chúng ta phải đảm bảo đạt cái mức độ hỗ trợ đó. Khi đạt mức độ hỗ trợ đó rồi thì lúc đó chúng ta phải tính đến cái câu chuyện đó là điều chỉnh xuống, nếu như lâm sàng, các tiêu chí lâm sàng cho phép, chúng ta có thể chỉnh cái FiO2 để đảm bảo oxy, nếu như mà chúng ta có thể theo dõi được SpO2, và nếu tốt nhất thì chúng ta có thể có khí máu. Nhưng mà khí máu thì không, thường là không ngay và luôn được, thường là cái thời gian chúng ta chờ cho kết quả khí máu nó cân bằng ấy, mất 30 phút đến 1 tiếng sau khi thở. Sau đó thì bao giờ những cái chỉ số bệnh nhân ổn định rồi thì lúc đó khí máu thì giúp cho chúng ta nhìn thấy bức tranh tổng thể hơn. Nhưng về bản chất là chúng ta phải sử dụng các biện pháp theo dõi tại giường để chúng ta quyết định điều chỉnh các thông số. Sau khi mà chúng ta điều chỉnh được con thông số rồi thì chúng ta xem có dò khí hay không, cố định mask có phù hợp hay không, rồi nếu bệnh nhân thở lâu ấy thì nguy cơ gì khô đờm, khô tắc ở tận từ đường hấp trên cho đến đầm một đường hấp dưới có thể là một cái rào cản cho cái việc tiếp tục điều trị bệnh nhân. Sau đó chúng ta phải làm ẩm cho bệnh nhân tốt, đúng không? Chúng ta có thể có cho bệnh nhân cái phi lọc ẩm gần với cái mask, hoặc là nếu mà lâu hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng loại bình đốt, có thể đốt cái hơi nóng lên và cái cung cấp cái độ ẩm cao hơn. Thì cái việc này rất là quan trọng, để chúng ta nhớ là khi chúng ta thở HFNC thì rất nhiều trường hợp thất bại là vì cái hệ thống bình đốt của chúng ta không tiêu chuẩn, hoặc là những việc mà áp dụng cái vật tư tiêu hao của hãng này cho vào cái máy của hãng kia làm cho cái việc hệ thống nó không hoàn chỉnh, cái đốt đó nó không đạt được hiệu quả. Do đó chúng ta nhiều khi chúng ta tưởng là bệnh nhân tiến triển, nhưng thực chất chúng ta đôi khi thất bại
bệnh nhân vì lý do là chúng ta không đủ các thiết bị để hỗ trợ cho họ. Tất nhiên là việc an thần thì cũng đặt ra, nhưng mà thường là rất là hiếm khi sử dụng phải an thần cho bệnh nhân. Đa phần chúng ta chủ yếu tập trung vào vấn đề động viên bệnh nhân, kiểm tra hệ thống làm sao những cái vấn đề mà khúc mắc của họ, rồi những vấn đề người ta thấy khó khăn thì chúng ta giải quyết cho họ, chúng ta giải thích cho họ được hiểu ý nghĩa của cái việc họ can thiệp, và nhờ đó chúng ta có thể rút ngắn được cái quá trình mà điều trị cho bệnh nhân. Và đây là một trong cái khâu rất là tiên quyết. Ví dụ nếu mà người họ đứng cạnh một ngồi cạnh một cái bệnh nhân đặt nội khí quản thì chúng ta chỉ cần chỉ cho họ nhìn thấy đấy, nếu mà họ làm mà họ thở không được thì cái khí quản có thể đến đặt nội khí quản như người bệnh nhân bên cạnh. Đôi khi đó là một trong những cái tác động rất là quan trọng. Tuy nhiên đấy là một cái việc tôi cũng chỉ gợi ý thôi, chứ không có nghĩa là trở thành quy luật sau đấy chúng ta cứ lấy một bệnh nhân đặt nội khí quản đưa ra dọa bệnh nhân. Đấy là điều không em làm nào để em đi ra ngoài em cho tao được. Đối với máy thở và dây thở thì như thế nào, thì đây là các loại máy thở chúng ta nhìn rất nhiều cái lựa chọn máy thở ở trên đây. Ví dụ các cái máy thở đấy nó có thể là cái máy thở chuyên dụng cho cái việc khô ke, như chúng ta nhìn thấy CPAP là CPAP S, rồi có thể là máy thở tương đối là để sử dụng cho thở không nhập, ví dụ CPAP. Rất nhiều cái máy thở hiện nay có cái chế độ CPAP trên đó. Do đó ví dụ chúng ta có thể mua một cái máy thở rất là hiện đại, rất đắt tiền, thì đương nhiên là trong cái phần các cái cấu hình họ, trong các thông số kỹ thuật của họ, có thể có những cái mốt thở không sinh hợp, nhưng mà chúng ta phải chú ý để tìm ra nó, để tránh cái trường hợp là rất nhiều người thở không sinh hợp nhưng mà không biết là trong cái máy thở hiện đại của mình nó có cái mốt thở đó. Do đó là chúng ta chú ý là phải để ý, phải hỏi, và thậm chí là phải mở cái quyển hướng dẫn sử dụng ấy, chúng ta xem là có cái mốt thở gì đặc trưng không sinh hợp thì chúng ta sử dụng trên bệnh nhân. Về máy thở NIV thì có thể chúng ta sử dụng các hai loại, chúng ta như tôi đã đề cập ở trên, một là máy thở quy ước. Thì máy thở quy ước nó có, nó chính là những máy thở trước đây thì là những cái máy thở sử dụng trong ICU, và trước đây thì những máy thở này người ta sinh ra chỉ để thở cho những bệnh nhân thở qua nội quản thôi. Những máy thở này là đời cũ rồi nên tôi vẫn để chỉ là máy thở quy ước. Nhưng thực tế ra hiện nay rất nhiều cái máy thở thở trong ICU thì có tích hợp cái phần được gọi là thở NIV. Đấy, như tôi đã đề cập ở trên, chúng ta chú ý tìm ra những cái phần thở không NIV đó để chúng ta có thể áp dụng trên bệnh nhân. Còn những loại máy thở mà chuyên về thở NIV thì đó là những máy thở được cấu tạo với những cái chức năng rất là quan trọng, đó là phải bù dòng được với cái nhu cầu dòng cao. Ở đây đương nhiên là bệnh nhân của chúng ta có dòng cao nhưng không thể gọi là quá mức cao quá mức, mà thường là dòng cao ở đây là bởi vì bệnh nhân có hiện tượng hở khí. Khi mà hở khí để đảm bảo áp lực của đường thở thì máy thở sẽ bơm với một tốc độ rất là cao để bù cho hiện tượng hở khí đó. Thì đây là một trong cái tiêu chí rất là quan trọng khi mà chúng ta chọn cái máy thở NIV, bởi vì nếu máy thở mà không bù được dòng có nghĩa là máy thở đó rất khó khả năng duy trì được áp lực đường thở khi mà cho thở NIV. Đây là một số các máy thở mà chúng ta mô tả ở đây, sau phần trình bày của bác sĩ Hiền cũng sẽ đề cập chút về các cái máy thở mà đặc trưng cho cái thở NIV. Ví dụ cơ bản nhất là phải có hệ thống cánh quạt nó phải rất là khỏe, đủ tăng tốc, đủ để bù trừ cái dòng chảy mà có thể bị bắt trong cái quá trình thở khí. Vấn đề bù dòng rất là quan trọng. Vấn đề trigger bệnh nhân cũng rất là quan trọng, bởi vì khi thở khí thì hầu hết các cái chức năng về trigger ấy, nó bị mất. Do đó những cái máy thở mà có chức năng để mà thở không sinh hợp là hệ thống trigger của họ cực kỳ là nhạy và duy trì được áp lực tốt, tránh được những hiện tượng là trigger không hiệu quả, trigger chậm. Hệ thống mask, hệ thống dây thở cũng là một cái điều cần phải nhấn mạnh ở đây. Chúng ta biết là máy thở nó có thể loại 1 giây, loại 2 giây. Thì nếu là loại 1 giây thì chúng ta chú ý cái van thở ra. Van thở ra thường là đầu gần bệnh nhân. Sau đó chúng ta, nếu chúng ta không chú ý thì một là khi chúng ta setup lại cái dây thở cho bệnh nhân, chúng ta quên cái van thở ra đó. Cái thứ hai là có thể chúng ta không test cái hở qua hệ thống van thở ra. Sau đó dẫn đến kết quả là gì? Cái hiện tượng mất nhiều dự khí hoặc là bù trừ khí. Khi mà bệnh nhân có hiện tượng hở khí nó sẽ không chính xác. Do đó chúng ta bao giờ đối với hệ thống này chúng ta phải test rất là chuẩn cái van thở ra ở đầu gần bệnh nhân. Đối với loại 2 giây thì dễ hơn, vì loại 2 giây tất cả hệ thống van và dòng chảy và áp lực đều đo ở trong máy. Do đó chúng ta sẽ dễ dàng biết được là bệnh nhân mất bao nhiêu thể tích. Chúng ta chỉ đơn giản thôi, so sánh VT thở vào, VT thở ra, chúng ta biết ngay là bệnh nhân mất bao nhiêu thể tích, nó bị mất đi, đúng không ạ? Thì tất cả những cái câu chuyện đó là chính là cái phần hở khí. Và nếu như chúng ta phải chấp nhận cái hở khí thì bao giờ cũng lựa chọn một cái rất là quan trọng, đó là hở khí khẳng định. Tức là chúng ta cố định cái mask và chúng ta xem hở khí bao nhiêu, và chúng ta ghi lại trong hồ sơ bệnh án hoặc trong tờ theo dõi
và chúng ta duy trì cái mức hợp kỳ đó. Chứ thay vì là gì, nếu chúng ta không ghi lại con số đó thì cái mức hợp kỳ nó thay đổi liên tục, và lúc đó chúng ta sẽ không thể điều chỉnh được các cái thông số máy thở, mặc dù kể cả chúng ta có kết quả khí máu chúng ta cũng không điều chỉnh được. Về mask thì chúng ta có rất nhiều loại mask, đây chúng ta mô tả một số loại mask về cái cách thức mà tiếp cận, nó tùy theo là bệnh nhân của chúng ta. Ví dụ bệnh nhân thở tại nhà thì người ta chọn cái mask mà cái độ phủ bề mặt, bộ mặt đấy nó nhỏ gọn thì người ta có thể nhìn được, quan sát được. Còn nếu ở trong bệnh viện thì có thể mask to lớn và cái mức độ cố định tốt, thậm chí là người ta có thể dùng helmet. Và gần đây rất nhiều các cái nghiên cứu đang cho chúng ta thấy sử dụng helmet nó rất có hiệu quả, đặc biệt trên những bệnh nhân suy hấp do COVID-19. Lựa chọn mask rất là quan trọng, bởi vì chúng ta phải xem là mỗi một cái khuôn mặt nó có một cái hình dạng khác nhau, rồi có thể kèm theo người có răng hay không có răng, đúng không ạ? Và mũi kích thước khác nhau, do đó chúng ta phải có những biện pháp là gì, có cái thước để đo làm sao chúng ta chọn cái mask nó phù hợp bệnh nhân. Và mask với bệnh nhân là vô cùng quan trọng, quyết định cái sự thành công của kỹ thuật thở máy NIV. Đối với mặt nạ mà toàn bộ mặt hay mask toàn bộ mặt thì chúng ta nhìn thấy cái trường hợp này nó phủ toàn bộ. Đây là một trong những cái công nghệ rất là tốt để chúng ta có thể giúp cái giao diện nó tốt hơn. Và khi cái áp lực mà hệ thống nó đẩy vào trong mũi và miệng bệnh nhân ấy, thì nó cũng được tỏa đều ra trong hệ thống. Tuy nhiên thì đây cái hiện tượng mask này thì chúng ta biết là rõ ràng cái mask to như thế này, hiện đại như thế này là chúng ta sẽ rất là tốn kém trong vấn đề vật tư tiêu hao. Đương nhiên đối với nước ngoài thì người ta có thể là không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với việc mà chi phí y tế của chúng ta rất là thấp, đặc biệt cho những bệnh nhân ICU ấy, thì việc mà cung cấp thêm một cái mask, tính thêm một chút tiền của bệnh nhân đôi khi cũng rất là khó khăn, bởi vì thực tế ra đôi khi mask nó còn đắt hơn cả cái ngày nằm trong ICU của chúng ta, thì việc sử dụng mask cho những bệnh nhân nó thực sự là khó khăn. Và chúng ta đôi khi chúng tôi cũng phải, mặc dù là những bệnh viện rất là lớn cũng phải sử dụng, tái sử dụng rất nhiều lần, và đến khi là cái silicone xung quanh mask nó bị cứng rồi. Và đương nhiên khi nó cứng như vậy thì cái sự ma sát với da của bệnh nhân nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ dẫn đến kết quả là cái tổn thương nó sẽ tăng lên, và thậm chí là loét, thậm chí là hoại tử. Đây là những cái mà chúng ta rất là chú ý, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng điều trị của bệnh nhân của chúng ta. Các mask mốt thở NIV thì chúng ta thấy là thường là có rất nhiều các cái mốt thở NIV, và càng ngày các cái máy thở hiện đại cho cung cấp cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, rất nhiều mốt. Ví dụ tôi điển hình đây mấy mốt CPAP, BiPAP, CPAP cộng PS, chính là PS, và một số như là PVV và NAVA là những cái kỹ thuật hiện đại. Đối với CPAP thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ bơm một cái áp lực dòng chảy liên tục và chúng ta có thể tạo ra CPAP, và bệnh nhân thở trên nền đó. Nếu như bệnh nhân bình thường, chúng ta là cái người bình thường, khi mà chúng ta thở trên mức một cái máy CPAP thì chúng ta rất là khó chịu. Bởi vì sao? Khi thở ra chúng ta cảm thấy một cái gì nó cản lại. Nhưng mà bệnh nhân của chúng ta thì đương nhiên là họ cũng khó chịu rồi, nhưng nó sẽ dễ chịu hơn là cái họ phải chịu cái suy hấp. Có nghĩa là khi chúng ta làm cái biện pháp rất đơn giản về đường thở, hỗ trợ đường thở đó là CPAP, chúng ta vẫn phải để ý đến bệnh nhân rằng là họ thực sự khó chịu. Đúng không? Chúng ta đổi cái sự khó chịu quá mức của họ bằng một cái sự dễ chịu hơn một chút thôi. Do đó mà cái việc tiếp cận của bệnh nhân, cái tâm lý chúng ta cần phải chuẩn bị cho họ, sự động viên của chúng ta là vô cùng quan trọng, kể cả với những biện pháp đơn giản như là CPAP. BiPAP thì phức tạp hơn. BiPAP ở đây có bản chất của nó là CPAP, và trên CPAP đó có một cái mức độ hỗ trợ áp lực, và cái hỗ trợ áp lực đó chính là tùy theo loại máy, có thể là EPAP cộng với PS hoặc là EPAP trừ đi EPAP ra mức độ hỗ trợ áp lực. Đấy là một số cái việc mà chúng ta tính toán tùy theo loại máy. Về mặt cơ bản thì EPAP là phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho những cái tương tự như CPAP, nó phục vụ cho vấn đề mà giãn phế nang, nó phục vụ cho giảm cái tuần hoàn trở về và giảm được cái nước lên trên phổi. Còn EPAP là làm là cái gì? Là cải thiện về CO2 và thải trừ CO2. Đây là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng. Chúng ta chọn cái con số là bao nhiêu, nó phụ thuộc vào cái cơ chế vệ sinh của bệnh nhân. Và nếu mà chúng ta hiểu về cái chuyện đó thì chúng ta biết cách điều chỉnh một cách rất là hợp lý. CPAP và BiPAP thì tương tự như vậy. Đây là một cái mốt mà nó thường trên các cái máy thở kinh điển. Chúng ta không có cái mốt BiPAP thì chúng ta chọn CPAP cộng với PS, nó chính là BiPAP. Và một cái điều khi mà chúng ta chọn PS và CPAP ấy, chúng ta chú ý là PS
là một cái mốt thở mà nó kết thúc khi thở vào bằng việc giảm dòng chảy xuống dưới 25% so với dòng chảy đỉnh. Nếu như chúng ta có hiện tượng hở khí thì dòng khí của chúng ta liên tục là không bao giờ giảm về cái mức độ là 25%. Thì đấy là cái mấu chốt mà chúng ta khi thở PS chúng ta phải chú ý. Nếu nó không giảm như vậy thì chắc chắn là bệnh nhân không bao giờ kết thúc khi thở vào, và chúng ta phải điều chỉnh, tìm những biện pháp mà điều chỉnh cho nó phù hợp với từng bệnh nhân. Các cái mốt thở mà trên các máy thở mà chuyên về không sinh nhập thì chúng ta lấy ví dụ như là spon chữ S chẳng hạn, thì đây là một cái chắc cái là mình phải chấp nhận thực tế thôi. Trên bệnh nhân thở nó làm hai cái mức áp lực, nhưng mà cái vấn đề là gì, nếu như bệnh nhân tự thở thì nó có thể chuyển từ EPAP tới EPAP từ theo chu kỳ, và nếu như bệnh nhân tự kiểm soát thời gian hít vào và tự ngắt dòng, đây là một cái mốt tự thở nhưng mà có sự hỗ trợ. Và nhưng nó khác một chút đối với cái hỗ trợ áp lực là gì, nó giảm bằng một cái gọi là chuyển thì một cách rất là tự động. Còn cái hỗ trợ áp lực mà chúng ta nhìn ở slide trước là giảm bằng cái sự giảm của dòng chảy, và đôi khi cái sự giảm dòng chảy đấy nó bị ảnh hưởng bởi gió khí. Còn nếu mà chúng ta chuyển sang chế độ spon thì không bị ảnh hưởng bởi gió khí, bởi vì người ta đã tự đồng hóa cái quá trình chuyển đổi đó, và do chính là tương tác với bệnh nhân để tự quyết định cái thời gian người ta có thể kết thúc thì thở vào. Nếu mà mốt S/T thì chúng ta thấy đây là một cái mốt mà chúng ta có thể ngoài cái việc cho bệnh nhân tự động quyết định thì thở vào giống như là spon ở cái slide trước, thì S/T nó có thêm một cái chức năng, đó chúng ta đặt cái thời gian thở vào. Nếu như bệnh nhân không có nhịp tự thở thì máy ngay lập tức chuyển sang một cái trạng thái là thở. Lập tức chuyển sang trạng thái thở và thở hỗ trợ kiểm soát áp lực với thời gian thở vào đã được đặt trước. Và đây là một trong những cái cơ chế an toàn để tránh những trường hợp mà bệnh nhân đang thở không sinh nhập tự nhiên là ngừng thở. Nếu mà trong trường hợp đó thì không có khả năng hỗ trợ cho bệnh nhân và bệnh nhân sẽ tử vong, thì đây là biện pháp an toàn để giúp cho bệnh nhân tiếp tục có nhịp tự thở đó. Đương nhiên nếu như mà bệnh nhân mà liên tục không có nhịp tự thở và máy nó phát hiện chuyện đó thì máy sẽ báo động cho chúng ta để chúng ta đến hỗ trợ cho bệnh nhân bằng cách là gì, chuyển sang thở xâm nhập cho bệnh nhân. Một số cái mốt thở khác cũng rất là hay, cũng được đưa vào trong các cái máy thở gần đây, ví dụ như là PRVC chẳng. Thì đây là một cái mốt thở chúng ta biết là về mặt cơ bản nó là một mốt hỗ trợ về mặt áp lực, nhưng nó phải có thêm một cái đặc điểm là cái thể tích nó được đảm bảo, tức là pressure regulated volume control, nó đảm bảo cái VT. Thường ấy thì trên các máy thở hiện đại thì PRVC là một mốt thở kiểm soát, nhưng đối với các máy thở mà sử dụng chức năng không sinh nhập thì PRVC là một mốt thở hỗ trợ và sử dụng cái nguyên tắc là gì, kiểm soát kép để xác định được cái thể tích và điều chỉnh áp lực để đạt cái thể tích mà chúng ta cài đặt. Đây là một mốt thở rất là hiện đại. Chúng ta nếu có cái máy thở có mốt PRVC thì chúng ta nên sử dụng PRVC như là một công cụ hỗ trợ đạt được hai đích mà chúng ta mong muốn. Các cái mốt thở về hộ kiểm soát áp lực cũng được đưa vào các máy thở không nhập. Bản chất của vấn đề là gì? Trong một số trường hợp chúng ta thở bằng các cái phương thức trên do hiện tượng hở khí quá mức thì thời gian thở vào nó bị kéo dài và thậm chí làm cho bệnh nhân rất rất là khó chịu vì cái thời gian thở vào kéo dài như vậy. Do đó thì việc mà áp dụng mốt kiểm soát áp lực trên máy thở không sinh nhập ấy, nó giúp cho chúng ta thêm cái lựa chọn cho những nhóm bệnh nhân mà dao động thì thở vào, thời gian thở vào nó quá dài, thì khi mà chúng ta chuyển sang PCV thì chúng ta cố định cái thời gian thở vào và làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. PVV mốt thì đây là một cái mốt thở mới áp dụng trên các máy thở của Nihon Koden. Tôi là lần đầu tiên thấy cái mốt thở này. Thì bản chất của cái mốt thở này là gì? Mốt thở này là một cái, nó tương tự như là một cái mốt thở mà chúng tôi sử dụng rất là nhiều, đó là hỗ trợ tương ứng, tức là theo cái mức độ nhu cầu của bệnh nhân cần bao nhiêu thì máy hỗ trợ bấy nhiêu. Bệnh nhân cần hỗ trợ nhiều thì máy hỗ trợ nhiều, bệnh nhân cần hỗ trợ ít thì máy tự động hỗ trợ ít. Thì muốn xác định được cái việc hỗ trợ bao nhiêu thì máy bắt buộc phải đo được cái sức cản đường thở
độ đàn hồi của phổi và đo được dòng chảy, đo được thể tích. Thì bốn cái đơn vị đó nó tạo ra một cái tỷ lệ thông số mà chúng ta đưa nhìn cái phương trình ở bên tay phải của màn hình, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái mức độ hỗ trợ là bao nhiêu dựa vào các đặc điểm của phổi. Đối với những cái mốt thở như này nó rất là thích ở điểm là gì? Nó gần với bệnh nhân nhất, nó xác định những cái thông số của bệnh nhân đang diễn ra trên người bệnh và nó hỗ trợ cho bệnh nhân theo đúng cái gì mà bệnh nhân mong muốn. Nếu như các bạn có cái mốt thở này trên máy của mình thì bạn có thể lựa chọn, bởi vì nó sẽ tự động hóa cho bạn rất nhiều và bệnh nhân của bạn rất dễ chịu. Tất nhiên là nếu chúng ta không nên cho những cái mốt thở này ngay giai đoạn đầu tiên khi mà bệnh nhân đang thiếu oxy, đang thừa CO2 rất là lớn, thì chúng ta sử dụng thì bệnh nhân cái sự dao động của mỗi nhịp thở nó quá mức, quá nhanh. Ví dụ như là ba cái nhịp thở chẳng liên tiếp, những cái VT của nó dao động đến hàng trăm, hàng mấy trăm, thì máy không thể nào tính toán được cái VT trung bình. Thì do đó mà chúng ta chú ý là giai đoạn sau, khi bệnh nhân bắt đầu ổn định, chúng ta muốn là đi ngủ cho nó ngon, thì lúc đó là chúng ta chọn cái PVV này để thay thế cho những mốt thở trước đó của chúng ta. NAVA. NAVA cũng là một kỹ thuật mà tôi đánh giá rất là cao, bởi vì NAVA là một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể đo được cái hoạt động của cơ hoành để quyết định hỗ trợ cho bệnh nhân. Cơ hoành hoạt động nhiều, hỗ trợ nhiều, cơ hoành hoạt động ít, hỗ trợ ít. Đây là một trong những nguyên lý là gì? Hỗ trợ theo từng cái phần và từng nhu cầu của người bệnh. Thế thì đấy là cái mà nếu mà chúng ta có một cái sông đặt rồi điện cực vào cơ hoành, đo được điện thế cơ hoành, đo được hoạt động cơ hoành, thì việc hỗ trợ cho bệnh nhân sẽ sát nhất với cái nhu cầu của bệnh nhân. Và đương nhiên chúng ta phải bỏ một số kinh phí, và đương nhiên chúng ta chỉ có một số loại máy thở để có được NAVA thôi, không phải là máy thở nào có NAVA được. Cái phần tiếp theo là tôi sẽ trình bày về việc mà thở HFNC. Thì đây là một cái phần mà chúng tôi trình bày khá nhiều trong các cái diễn đàn khác nhau rồi. Tôi nhắc lại một chút thôi những cái gì mà tôi đã nói ở những phần trước. Đó là gì? Về mặt cấu tạo của HFNC, một điều rất là quan trọng chúng ta phải chú ý là HFNC là tạo ra lưu lượng cao. Cái tên của nó là lưu lượng cao. Thì muốn tạo ra lưu lượng cao chúng ta phải dùng cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng rất nhiều cái thiết bị được dòng chảy, nó gọi là flow meter, cái thiết bị đo tốc độ dòng chảy mà chúng ta thường là sử dụng trên thở oxy thông thường ấy. Bình thường là khi một cái thiết bị đo dòng chảy đấy, chúng ta nhìn thấy cái hòn bi nó cứ lên lên xuống xuống, thì cái chiều cao nhất của cái hòn bi đó có thể đạt được là 15 lít trên phút, đúng không ạ? Thì cái thiết bị mà chỉ đạt 15 lít trên phút thôi thì không thể gọi là thiết bị cao được, bởi vì bình thường cái lưu lượng mà nhu cầu dòng chảy của người bình thường như chúng ta ở đây đã là từ 24 đến 30 lít trên phút rồi, thì một cái thiết bị nào phải lớn hơn cái thiết bị đó, tạo ra dòng chảy lớn hơn như vậy thì mới gọi là lưu lượng cao. Vậy thì khi mà chúng ta thiết kế, ví dụ thay vì là một cái dụng cụ mà đo lưu lượng như vậy, chúng ta làm 10 cái như vậy, thì là mỗi cái là 15 thì chúng ta sẽ được 150 lít trên phút, thì cái thiết bị đó sẽ là thiết bị lưu lượng cao, đúng không ạ? Đây là một cái thiết bị lưu lượng cao theo cơ chế khác. Đây là một bộ trộn, tức là gồm hai hệ thống van, van oxy và van khí trời. Hai van này có thể đóng mở, và khi vì là nó sử dụng cái áp suất cao, xong rồi khi mà nó mở ra thì cái áp suất đi vào trong hệ thống rất lớn và dòng chảy đi vào hệ thống rất lớn, và hệ thống này nó có thể tạo ra một cái tốc độ dòng chảy đến 120 đến 180 lít trên phút, mà tương tự như cái máy thở chúng ta có. Sau khi tạo ra dòng chảy cao như vậy thì cái lượng khí đó sẽ được làm ẩm và làm ấm thông qua một cái bình đốt mà chúng ta nhìn thấy ở dưới. Sau đó thì cái bình đốt đó, cái khí được làm ẩm qua cái bình đốt đó lại phải tiếp tục được là đốt tiếp trên đường vận chuyển, và trước khi đến bệnh nhân, cái nhiệt độ ở cái đầu gần này nó phải đạt tới trên 40 độ thì khi đến bệnh nhân nó mới đạt được 30 độ C. Thế đôi khi là chúng ta khi mà thở cái hệ thống này, chúng ta thấy là khí nó thở ra nó hơi nóng, nhưng cái hoạt đấy là hoàn toàn bình thường, vì khí nóng mà kèm theo bình đốt thì chúng ta sẽ đảm bảo cái độ ấm và độ ẩm rất là đầy đủ cho bệnh nhân. Đây là một số thiết bị mà thở chúng ta nhìn thấy là rất nhiều cái thiết bị trên thị trường. Về mặt vai trò sinh lý, tại sao chúng ta cần phải thở HFNC là bởi vì thứ nhất là vì tạo ra lưu lượng cao và điều chỉnh được chính xác, do đó FiO2 của bệnh nhân rất chính xác. Vì là thở lưu lượng cao, do đó tạo ra CPAP. Và nhờ việc tạo ra CPAP như vậy, nó giảm được các cái công khởi động và nhịp thở, nó giảm được khoảng chết, và nó đặc biệt là nhờ cái việc mà làm ẩm, nó cải thiện được làm sạch đờm của bệnh nhân. Tuy nhiên thì hiệu quả của nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào loại mà có thể tạo ra tốc độ dòng là bao nhiêu, nó phụ thuộc loại thiết bị là bao nhiêu, và nó phụ thuộc vào bệnh nhân há miệng hay ngậm miệng. Đây là một số nghiên cứu liên quan HFNC trên bệnh nhân suy hấp. Thì đây là một nghiên cứu rất là lớn tại Bỉ, và tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Đó là trên 300 bệnh nhân
và có cái mức độ suy hấp P/F dưới 300 tức vừa phải thôi và không được tăng CO2. Tại thời điểm đó người ta rất sợ là HFMC không cải thiện được tăng CO2 của bệnh nhân. Và đương nhiên là bệnh nhân phải tỉnh. Và người ta thấy rằng là HFMC là cải thiện được cái gì so với thở oxy và thở NIV, đó là giảm được tỷ lệ đợt nội quản. Họ nghiên cứu về giảm xem có giảm được tỷ lệ đợt nội quản không, có giảm được ngày thở máy không, giảm được tỷ lệ tử vong và giảm được biến chứng hay không. Thì đây là nghiên cứu là thu được trên nghiên cứu đa trung tâm, và chúng ta thấy là cái số lượng bệnh nhân mà để sàng lọc vào trong nghiên cứu này rất là lớn, tới gần 20.000 bệnh nhân, và cuối cùng là người ta chọn được khoảng 2.500 bệnh nhân, và sau đó thì cuối cùng là 200 bệnh nhân có suy hấp thiếu oxy, và khi mà trước khi mà đưa vào để người ta lựa chọn ấy, thì chỉ có 300 bệnh nhân cho khoảng mỗi một nhóm tương ứng với cái nhóm thở HFMC, tương ứng với nhóm thở NIV, tương ứng với nhóm thở oxy là khoảng 100 bệnh nhân. Kết quả nhìn chung ấy, chúng ta thấy là cái nhóm mà đánh giá về cái chỉ số được gọi là chỉ số tỷ lệ đạt nội quản ấy, thì cái nhóm thở HFMC là thấp nhất, thấp hơn cả nhóm thở oxy và đặc biệt là thấp hơn nhóm thở không xâm nhập NIV. Và đặc biệt là cái nhóm trên cái nhóm P/F dưới 200 thì cái sự khác biệt nó còn rõ rệt, với cái P nó còn rõ rệt hơn. Như vậy đối với những bệnh nhân suy hấp thì theo nghiên cứu này chúng ta thấy rằng HFMC là rất là hiệu quả trong việc là giảm được tỷ lệ đạt nội quản. Đây là một số cái con số mà chúng ta nhìn thấy. Ngoài ra thì các cái nghiên cứu khác, một cái nghiên cứu được gọi là phân tích gộp và tổng kết hệ thống ấy, thì trên 18 cái nghiên cứu đối chứng trên gần 4.000 bệnh nhân để so sánh ra HFMC, so sánh với NIV và thở oxy về cái tỷ lệ đạt nội quản và tỷ lệ tử vong trong là khi nằm ở đơn vị hồi sức và trong khi nằm viện, thì thấy rằng là cái nhóm HFMC so với thở oxy, HFMC cải thiện một cách rất rõ rệt về các cái chỉ số đạt tỷ lệ đạt nội quản. Thậm chí là HFMC còn tốt hơn cả với NIV trên các bệnh nhân. Thì đây là một trong những cái mà nghiên cứu và tổng kết rất nhiều nghiên cứu cho chúng ta những cái khẳng định rằng cái việc sử dụng HFMC rất là hiệu quả. Và vì lý do như vậy thì HFMC được đưa vào trong các hướng dẫn về mặt lâm sàng. Thì đây là một trong những cái hướng dẫn rất là nổi tiếng trên thế giới, và người ta đưa vào cái chỉ số được gọi là đối với nhân thị suy hấp và thiếu oxy thì HFMC được khuyến cáo một cách rất là mạnh mẽ so với thở oxy thông thường. Và đây đó là lý do tại sao thì chúng ta sử dụng HFMC rất nhiều trong thời gian gần đây. Về HFMC trên bệnh nhân thở, bệnh nhân có nhiễm COVID có suy hấp, thì đây là cái hướng dẫn của các tổ chức trên thế giới, ví dụ như Tổ chức Y tế Thế giới, rồi các hội hồi sức cấp cứu của Mỹ, của Ý, của Úc, rồi hội chăm sóc hấp của Mỹ, rồi các cái viện nghiên cứu sức khỏe của Mỹ, thì đều nhấn mạnh cái vai trò của HFMC và hiệu quả của HFMC. Tuy nhiên thì người ta cũng đưa ra những cái thận trọng nhất định. Ví dụ thận trọng về gì? Nếu mà chúng có thể để HFMC nó có thể mất thời gian cho cái việc mà chúng ta loay hoay tìm cách đặt nội quản, hoặc là đôi khi để quá mức làm đặt nội quản chậm. Những cái vấn đề khác nữa là gì? HFMC cũng gây ra những lo ngại trên những bệnh nhân COVID, đó là có thể phát tán virus ở trong môi trường. Do đó nhiều trung tâm có những thời điểm người ta cực đoan đến mức độ là tất cả bệnh nhân suy hấp thì thay vì thở NIV, thở HFMC thì người ta đặt ống để bảo vệ cho nhân viên y tế. Về cài đặt thông số của HFMC thì về tốc độ dòng, và chúng ta nhớ là phải cài đặt tốc độ dòng đủ lớn trên 40 lít. Đúng không? Còn nếu như tốc độ dòng mà giảm dưới 40 lít và bệnh nhân vẫn đang ứng thì có nghĩa là chúng ta không cần phải thở HFMC nữa. Vấn đề thứ hai là FiO2 phải đạt được đích. Ban khởi đầu thì chúng ta có thể FiO2 để đạt mức độ cao, có thể để maximum, sau đó ngay lập tức chúng ta phải giảm để đạt được cái tiêu chí về đích SpO2 là trên 92%. Chúng ta bắt buộc phải có làm ẩm. Thực ra nói là dễ, bắt buộc làm ẩm thì ai nói được. Nhưng vấn đề chỗ là thực tế là rất nhiều các cái vật tư tiêu hao và hệ thống là HFMC nó không tương thích với nhau. Do đó mà đôi khi không thể có bình đốt không có dây để cắm. Do đó là gì? Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng điều trị của bệnh nhân. Do đó chúng ta chú ý nếu có sự đồng bộ, ví dụ là lấy cái vật tư tiêu hao của cái hãng mà chúng ta có cái máy, thì như vậy nó rất là hợp lý và chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa của cái điều trị. Chúng ta điều chỉnh flow, điều chỉnh HFO2 theo cái SpO2 bệnh nhân và theo dõi lâm sàng xem cải thiện triệu chứng lâm sàng, cải thiện nhịp thở, cải thiện nhịp tim, giảm được cái độ co kéo cơ hấp và cải thiện SpO2, đó là những cái tiêu chí rất là quan trọng. Đây là một số nghiên cứu trên bệnh nhân COVID thì
Hiện tại đến thời điểm hiện nay thì có một số nghiên cứu, đa phần những nghiên cứu này không phải là nghiên cứu lớn. Chúng ta thấy ở đây nghiên cứu đầu tiên của tác giả Huy là được 105 bệnh nhân và cải thiện tỷ lệ là 62%. Và người ta thấy được đưa ra một số cái chỉ số như là ROX là chỉ số có giúp cho tiên lượng khả năng thất bại, và nhờ chỉ số ROX chúng ta có thể tính toán liên tục thì để đánh giá được xem là bệnh nhân nguy cơ ra sao. Và hiện nay thì cái việc sử dụng ROX rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Hầu hết các báo cáo tôi thấy các bệnh nhân đều nói về ROX trong thời gian 6 giờ đầu để cho mọi người có thể có cái dự đoán rằng là cái nguy cơ thất bại của thở HFMC. Một số cái phương pháp thở HFMC cho những cái đối tượng mà lớn tuổi cũng cho ta thấy được cái hiệu quả rất là rõ rệt một cách rất là ngoạn mục. Đấy là một số cái nghiên cứu sơ bộ chúng ta thấy như vậy, thì chúng tôi cũng cung cấp những cái đường link để các bạn có thể download những cái bài full text để chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn và chúng ta có thể áp dụng trong cái thực tế lâm sàng của chúng ta. Đây là một cái lưu đồ cho chúng ta biết cách tiếp cận khi mà chúng ta có bệnh nhân COVID, tức là chúng ta đo được SpO2, chúng ta cho thở oxy thông thường, nếu như SpO2 cải thiện hoặc SaO2 cải thiện thì ta duy trì biện pháp đó, còn nếu không cải thiện thì chúng ta cho bệnh nhân thở HFMC trong thời gian rất ngắn thôi, 30 đến 60 phút. Nếu cải thiện thì duy trì, còn nếu không thì chúng ta tính cái chuyện là thở NIV. Và tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân, nếu không đáp ứng thì chúng ta tính đến chuyện phải thở ECMO. Như vậy cái cách can thiệp theo từng bước như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một cái gọi là cách tiếp cận hệ thống, và nhờ đó chúng ta có thể giảm thiểu được những bệnh nhân mà chúng ta không cần phải thở những cái biện pháp cao cấp hơn, ví dụ HFMC, thở NIV, hoặc giảm được những bệnh nhân phải đặt nội quản. Khi mà cho bệnh nhân thở như vậy thì chúng ta chú ý có thể cho bệnh nhân tư thế nằm sấp. Đây là một số các nghiên cứu cho thấy đây là một cái ca lâm sàng khi mà cho bệnh nhân COVID-19 có viêm phổi, có thiếu oxy với mức độ PCF quanh quẩn là khoảng 100 và sau đó nó tụt xuống là dưới 100, thì người ta tiến hành cho bệnh nhân nằm sấp thì thấy cải thiện rất là rõ rệt cái triệu chứng lâm sàng cũng như là oxy cải thiện tốt lên. Và đây là một cái thực tế mà chúng ta gặp rất nhiều hiện nay, bệnh nhân của chúng ta thậm chí là tự nằm sấp và cái mức độ cải thiện rất là rõ rệt. Và cái việc mà cho nằm sấp như vậy thì đã được đưa vào để tiến hành nghiên cứu của nhiều nghiên cứu, thì đây là một ví dụ về một cái nghiên cứu hồi cứu thôi, nói về cái việc mà sử dụng tư thế nằm sấp cho những bệnh nhân COVID độ nặng và nguy kịch và thở không nhận. Thì đây các cái nhóm nghiên cứu khoảng trên 30, gần 40 bệnh nhân với các cái chia các nhóm khác nhau, và cái kết quả ở đây cho thấy là nó cải thiện được cái tỷ lệ gì, thứ nhất tỷ lệ tử vong sau 30 ngày, cải thiện được các cái thời gian phải hỗ trợ hô hấp trong vòng 30 ngày, cải thiện được cái tỷ lệ đặt nội quản, rồi giảm được thời gian nằm ở ICU, thời gian nằm ở viện. Tuy nhiên cái mức độ ý nghĩa thống kê nhất thì trong đây thì chưa thấy ở trên bệnh nhân giảm được tỷ lệ tử vong, mà chủ yếu thấy là giảm được số ngày cần phải can thiệp thở máy cho bệnh nhân. Các cái nghiên cứu như vậy thì đã được tập hợp lại và đưa vào trong một cái phân tích gộp đăng trên tạp chí về chuyên về hồi sức hô hấp của Mỹ. Thì cho thấy là đây là một cái tập hợp cùng có 46 nghiên cứu trên gần 3.000 bệnh nhân, trong đó có gần 1.000 bệnh nhân nằm sấp. Thì thấy rằng là nằm sấp cải thiện oxy trên 381 bệnh nhân và tỷ lệ đặt nội quản nhóm nằm sấp là 27% so với cái nhóm mà không nằm sấp là 30%, tức là cái mức độ cái tỷ lệ mà giảm đi nó cũng ở trong cái nghiên cứu, trong cái phân tích gộp này nó chưa rõ có ý nghĩa. Tỷ lệ tử vong có xu hướng cải thiện ở nhóm nằm sấp 11 so với 22, nhưng cái giá trị P vẫn chưa có ý nghĩa. Đương nhiên chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta phân tích gộp trên nhiều nghiên cứu thì để đạt được một cái mức P có ý nghĩa thực sự là không đơn giản, đặc biệt trong cái bối cảnh bệnh nhân COVID, đặc biệt là trong bối cảnh bệnh nhân COVID cần phải thở máy không sinh nhập hoặc là NIV hoặc là HFMC. Các nghiên cứu khác thì cũng tương tự như vậy. Đây là một nghiên cứu của tác giả Trung Quốc cho thấy là cái hiệu quả cải thiện sử dụng cái thở không sinh nhập và tư thế nằm sấp thì ở cái nhóm bệnh nhân COVID là rất rõ rệt, ở nhóm bệnh nhân không COVID cũng rõ rệt, cải thiện rất là rõ. Các nghiên cứu khác thì tương tự như vậy. Và cuối cùng là chúng ta có được cái sơ đồ tiếp cận, đây là một cái sơ đồ tiếp cận theo từng bước của bệnh nhân
Và nếu như bệnh nhân của chúng ta có những dấu hiệu suy hấp mà chúng ta tiến hành các biện pháp thở không nhập và sử dụng các biện pháp như HNC cho nằm sấp và cho thở không xâm nhập. Và đến thứ ba là bước thứ ba là chúng ta đánh giá nếu tiếp tục tình trạng suy hấp nặng hơn thì quyết định cho bệnh nhân thở xâm nhập. Phần cuối cùng là tôi sẽ trình bày một chút về nguy cơ lây nhiễm khi bệnh nhân thở NIV và HNC. Thì có rất nhiều nghiên cứu quan tâm về vấn đề này. Thực tế ra thì còn nhiều nghiên cứu hơn nữa đang trong cái quá trình được chuẩn bị công bố. Nhưng mà chúng tôi lấy đây là 4 cái nghiên cứu chính. Thì về mặt cơ bản ấy, chúng ta thấy là HNC tạo ra một cái dòng chảy với các dòng chảy khác nhau, thì cái khoảng cách khuếch tán của khí nó khác nhau. Ví dụ 60 lít trên phút thì khoảng 20 cm. Nếu mà chúng ta giảm xuống thì cái sự khuếch tán nó cũng giảm đi, ví dụ giảm xuống một nửa thì nó xuống còn 13. Nó tương tự như các kỹ thuật khác, ví dụ như là mass venturi, mặt nạ đơn giản hoặc mặt nạ không thở lại với tốc độ 10-15 lít trên phút, thì cái khoảng cách và khuếch tán của nó tương đương. Do đó thì qua cái nghiên cứu mà người ta đo đạc trong thực nghiệm như này cho thấy rằng là HFNC là một cái biện pháp mà nó tạo ra dòng chảy lớn như vậy, nhưng mà cái mức độ phát tán của virus nó cũng không quá mức như là người ta tưởng. Và chính vì lý do như vậy thì chúng ta biết là rất nhiều các cái hiệp hội trên thế giới người ta vẫn sử dụng các cái gọi là khuyến cáo cho bệnh nhân thở là HFNC. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có những cái kỹ thuật có cái mask tốt hơn, ví dụ như là mask trùm cả đầu ấy, như là helmet ấy, thì khi thở CPAP như vậy nó sẽ an toàn hơn. Đó là lý do tại sao hiện nay các cái biện pháp thở CPAP kèm theo cái mask cái mũ trùm đầu ấy, là trở thành rất là phổ biến cho những bệnh nhân COVID-19. Một số nghiên cứu khác thì cũng so sánh những cái được gọi là hiệu quả về vấn đề mà dự phòng lây nhiễm và tương ứng với những cái thời gian khác nhau ở trong một cái mùa dịch. Thì đây là một trong những nghiên cứu nói về điều đó. Người ta thấy rằng là không có cái bằng chứng cho thấy là COVID nó ảnh hưởng đến cái việc mà triển khai các kỹ thuật không xâm nhập trên bệnh nhân COVID, nó ảnh hưởng đến cái việc lây nhiễm cho nhân viên y tế. Họ dựa vào cái gì? Họ dựa vào cái so sánh theo cái tỷ lệ mắc của từng giai đoạn, cái tỷ lệ nhiễm của nhân viên y tế. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là màu xanh là màu nhiễm của bệnh nhân, màu đỏ, màu vàng ở dưới cùng là màu nhiễm của nhân viên y tế. Nó phụ thuộc vào số lượng bệnh nhân bị nhiễm trong khi mà nhập viện, chứ nó không phụ thuộc vào cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng. Do đó thì chúng ta một số nghiên cứu khác cũng cho chúng ta kết quả tương tự vì thời gian, do đó thì chúng tôi cũng chỉ đi qua để các bạn nhìn thấy một số cái slide liên quan đến khoảng cách người ta đo rất là chính xác, khoảng cách từ bao nhiêu so với các cái biện pháp thở oxy qua gọng kính so với HFNC, rồi HFNC có mask hay không có mask, thì chúng ta thấy ở đây và chúng ta có thời gian thì đọc sẽ tốt hơn. Vậy để kết luận thì NIV và HFNC là một biện pháp thông khí xâm nhập đã được chứng minh hiệu quả và làm giảm được tỷ lệ nội quản, tỷ lệ tử vong. Tất nhiên là từng nhóm bệnh nó có cái này trội hơn cái kia, trên bệnh nhân suy hấp và gần đây là trên bệnh nhân COVID-19 nặng. Hiểu biết đầy đủ về thiết kế hệ thống, ưu và nhược điểm, khả năng áp dụng của NIV và HFNC giúp cho người thầy thuốc lâm sàng lựa chọn hiệu quả các biện pháp hỗ trợ này. Và cần có quy trình sử dụng NIV và HFNC thống nhất nhằm tối ưu hóa các bước cài đặt, điều chỉnh thông số, theo dõi và đánh giá bệnh nhân, dự đoán khả năng thành công và thời điểm cần phải đạt hiệu quả. Lây chéo là một trong những vấn đề chúng ta rất là quan ngại. Và vì lý do như vậy thì chúng ta thường là rất là sợ hãi khi sử dụng các biện pháp không xâm nhập. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng mức độ lây chéo là có, nhưng nó không quá mức như mà chúng ta tưởng. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái việc an toàn cho nhân viên y tế thì cái việc tiếp xúc và chăm sóc cho bệnh nhân chúng ta phải có những quy trình. Khi mà bệnh nhân thở không nhập thì khoảng cách của chúng ta giữ là bao nhiêu khoảng cách, các cái biện pháp phòng hộ phải được tối ưu nhất khi chúng ta phải vào phòng bệnh có những bệnh nhân thở không nhập. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Và để tiếp theo thì chúng tôi cũng xin phép